F22 tránh đối đầu Su-35 để giữ bí mật tham số RCS. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày vừa qua, sự kiện tiêm kích tàng hình F-22 Raptor của Mỹ và Su-35 của Nga có cuộc đối đầu trên bầu trời Syria đã tiêu tốn rất nhiều giấy mực của các nhà bình luận quân sự trên khắp thế giới. Nhưng phải nhìn nhận thực tế rằng viễn cảnh hai cường quốc quân sự hàng đầu phải đối đầu trực tiếp với nhau bằng cách bắn tên lửa vào đối phương là điều không thể xảy ra. Sự thật đã được chứng minh ngay cả trong thời khắc căng thẳng nhất của chiến tranh lạnh thì hai bên vẫn giữ được cái đầu lạnh. Tại Syria, Mỹ sẽ chẳng bị lôi kéo vào cuộc chiến với Nga, bởi vì đó là việc làm hao người tốn của và rất là không cần thiết. Ở chiều ngược lại, Nga cũng không bao giờ mong muốn bị coi là kẻ thù của Mỹ. Do xét quy mô của cả hải, lục, không quân trong khu vực thì Mỹ đang lớn hơn Nga tới cả chục lần. Ngoài ra, kinh tế Nga thời điểm này vẫn chưa ra khỏi thời kỳ suy thoái để có thể leo thang chiến sự. Vậy phải nhìn nhận sự kiện vừa qua như thế nào cho chính xác nhất? Theo các chuyên gia quân sự, việc máy bay Mỹ ngăn cản Su-25 của Nga ném bom vào lực lượng SDF do họ bảo trợ khác hẳn với hành động bắn hạ chiếc Su-22 của không quân Syria, bởi thực lòng, nếu như F-22 muốn tiêu diệt thì Su-25 sẽ không thể nào có bất kỳ một cơ hội nào để mà gọi Su-35 khác tới trợ giúp. Tuy nhiên, trong lúc Su-35 đang cơ động tới vị trí của tốp Su-25 thì tiêm kích F-22 đã rời khỏi khu vực. Hành động đó là do Mỹ ngại đối đầu với Nga hay còn lý do nào khác nữa? Đầu tiên cần xem xét đến nhiệm vụ của F-22, nó đã hoàn thành vai trò của mình, đó là đẩy chiếc Su-25 ra khỏi vị trí có thể gây nguy hiểm cho quân SDF dưới mặt đất, như vậy là nó đã hoàn thành mục tiêu. Nếu vẫn ở lại hiện trường thì hành động của chiếc F-22 sẽ là thừa thải, thậm chí còn gây ra nguy cơ để lộ tham số, diện tích phản xạ radar RCS thực của chiếc máy bay tàng hình mà phía Mỹ vẫn tìm cách che giấu suốt thời gian qua. Tiếp theo, để rõ hơn tình huống thì nên nhìn lại các cuộc tập trận của Mỹ với đồng minh NATO có sự tham gia của chiếc F-22. Kể cả đối với đồng minh thân thiết thì Hoa Kỳ cũng không bao giờ để cho họ biết tham số RCS chính xác của Raptor là bao nhiêu thông qua hành động đeo thêm thiết bị làm gia tăng RCS như một động thái chấp điểm lợi thế. Ở diễn biến vừa xảy ra trên đất Syria, nếu như F-22 vẫn ở lại khu vực có Su-25 đủ lâu cho đến khi Su-35 tiếp cận được và thực hiện đủ các biện pháp trinh sát thì nguy cơ bị lộ chỉ số RCS là rất cao. Cho nên, bằng hành động bỏ đi, phía Mỹ được cho là tránh để lộ bí mật trong khi vẫn ép được Su-25 không gây hại cho nhóm vũ trang SDF. Với tựa đề "Nếu Việt Nam và Trung Quốc xảy ra chiến tranh, năm loại vũ khí khiến Bắc Kinh run sợ", tác giả Robert Farley từ National Interest đã điểm mặt năm loại vũ khí làm Trung Quốc mất ăn mất ngủ mà Việt Nam đang sở hữu. Đầu tiên đó là chiến đấu cơ Su-27. Cả không quân Việt Nam và không quân Trung Quốc đều đã nâng cấp các chiến đấu cơ của mình. Đáng chú ý nhất trong số này là các máy bay thuộc dòng Su-27 Flanker. Việt Nam có khoảng 40 chiến đấu cơ Flanker các loại và đang đặt hàng thêm 20 chiếc nữa từ Nga. Ngoài nhiệm vụ phòng không đối không, những máy bay này có thể tấn công các mục tiêu trên mặt đất và trên biển của Trung Quốc với tên lửa hành trình tầm xa và độ chính xác cao. Thứ hai là tàu ngầm lớp Kilo. Các nhà phân tích đều đồng ý rằng Hải quân Trung Quốc gặp vấn đề với chiến tranh chống tàu ngầm. Hạm đội dưới nước của Trung Quốc được tối ưu hóa để tấn công chống lại các tàu nổi chứ không phải là tàu ngầm. Các tàu ngầm lớp Kilo hiện đại mà Việt Nam mới mua của Nga sẽ là vấn đề lớn với Hải quân Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc cũng có tàu Kilo và nhiều loại tàu ngầm khác, nhưng những tàu này chưa thể vô hiệu hóa được các tàu ngầm của Việt Nam. Các tàu ngầm Kilo của Việt Nam có cả ngư lôi, tên lửa hành trình chống tàu và có thể là mối đe dọa lớn với các tàu chiến và hệ thống máy móc đặt ngoài khơi của Trung Quốc. Việt Nam hiện có 2 tàu Kilo đang hoạt động và sắp đặt mua thêm 4 chiếc nữa. Mặc dù Trung Quốc có thể gây sức ép để Nga chậm chuyển giao tàu ngầm và vũ khí cho Việt Nam, nhưng Moscow có vẻ không nghe theo. Thứ ba là tên lửa hành trình P-800 Onyx. Trong những thập kỷ qua, Trung Quốc đã phát triển nhiều loại tên lửa và hệ thống phòng không chiến lược A2AD. Với sức mạnh hiện nay của mình, Trung Quốc có thể quản lý hệ thống A2AD còn non trẻ của các nước láng giềng. Cũng như Bắc Kinh, Việt Nam từ lâu đã xây dựng một loạt các hệ thống tên lửa hành trình. Giờ đây, Việt Nam có thể phóng tên lửa hành trình từ máy bay, tàu chiến, tàu ngầm và các bệ phóng trên bờ. Khi kết hợp với nhau, những tên lửa này có thể tấn công tàu Trung Quốc từ nhiều hướng để áp đảo hệ thống phòng không trên tàu của Hải quân Trung Quốc. Hệ thống phòng thủ trên bờ của Việt Nam có thể sống sót sau vụ tấn công lớn từ phía Trung Quốc nhờ vào tên lửa đối đất P-800 Onyx. Một tên lửa Onyx với vận tốc 2,5 Mach, tầm bắn 180 dặm và mang đầu đạn 250 kg có thể khiến mọi loại tàu chiến Trung Quốc gặp phải một ngày tồi tệ nếu xung đột xảy ra.
được đặt tại những vị trí phòng thủ chiến lược, mạng lưới phòng không của quân đội Việt Nam, trong đó có tên lửa, kể cả những tên lửa hành trình tầm ngắn đời cũ, đều có thể giới hạn rất mạnh phạm vi hoạt động của Hải quân Trung Quốc. 4. Tổ hợp tên lửa S-300 SAM. Lực lượng phòng không Trung Quốc không thể chống lại tổ hợp phòng không tinh vi của Việt Nam nếu xung đột xảy ra. Muốn sử dụng lực lượng phòng không để chống lại Việt Nam, Trung Quốc phải trang bị hoặc tránh được lực lượng phòng không của Việt Nam. Các hoạt động chế áp phòng không đối phương là một trong những nhiệm vụ đòi hỏi tính tổ chức và cá nhân nhất so với những gì lực lượng phòng không có thể làm. Mỹ là nước đã phát triển được khả năng này qua kinh nghiệm từ các cuộc chiến ở Việt Nam, Kosovo và Iraq và thông qua các bài tập thực tế tại Nevada. Chúng tôi chưa biết lực lượng phòng không Trung Quốc đã làm thế nào để phát triển kỹ năng cần thiết để đánh bại mạng lưới phòng không của Việt Nam. Nếu không thể, tên lửa đất đối đất của Việt Nam sẽ gây ra thiệt hại khủng khiếp cho máy bay và phi công của Trung Quốc. Hệ thống tiên tiến nhất trong mạng lưới phòng không của không quân Việt Nam là S-300. Loại tên lửa này có thể theo dõi và tấn công hàng chục mục tiêu ở khoảng cách lên đến 75 dặm. Hệ thống các điểm phòng thủ bổ sung có thể bảo vệ S-300 khỏi bị tấn công, kết hợp với việc sử dụng máy bay chiến đấu, mạng lưới SAM rất khó bị hạ gục. Và thứ năm là lợi thế chủ nhà. Chiến tranh biên giới năm 1979, Trung Quốc đã cố trừng phạt Hà Nội bằng cách tung bộ binh và tổ chức cuộc xâm lược lớn vào các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Quân đội nhân dân Việt Nam đã xác định mục tiêu chính của Trung Quốc là tiêu diệt các đơn vị quân đội tốt nhất của mình. Do đó, quân đội Việt Nam tránh đối đầu với quy mô lớn cho đến khi quân đội Trung Quốc lọt vào các khu vực phục kích của mình. Thời điểm đó, cả hai bên đều bị tổn thất nặng nề, cuối cùng người Trung Quốc đã phải rút lui. Quân đội cả hai bên năm 1979 nhỏ hơn bây giờ rất nhiều, nhưng đã chuyên nghiệp hơn, được trang bị công nghệ hiện đại hơn và tổ chức tốt hơn. Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng đã nâng cao trình độ của sĩ quan, tiếp xúc với các đơn vị đào tạo và kinh nghiệm quốc tế, trang thiết bị được nâng cấp đáng kể. Trong chiến tranh biên giới năm 1979, quân đội Việt Nam có lợi thế sân nhà. Sự kiên cường của quân lính Việt Nam thường xuyên chiến đấu với chiến thuật du kích trong điều kiện khắc nghiệt đã ngăn cản được cuộc xâm lược lớn của quân đội Trung Quốc từ các tỉnh phía Bắc. Trong trường hợp nếu có chiến tranh xảy ra, quân đội Trung Quốc có thể giành chiến thắng áp đảo trên không, thì quân đội Việt Nam đã nhiều lần chứng minh khả năng tìm kiếm và tối đa hóa lợi thế sân nhà của mình. Việt Nam sản xuất vũ khí trên tăng T-90. Theo những thông tin được công khai, trên dòng tăng T-90 SSK mà Nga chuyển giao cho Việt Nam được trang bị cả vũ khí do Việt Nam sản xuất. Theo Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga, nước này đã bắt đầu chuyển giao tăng T-90 SSK cho khách hàng Việt Nam. Cơ quan này cho biết kết quả thông qua một loạt các cuộc đàm phán giữa các chuyên gia Nga và Việt Nam, hợp đồng cung cấp xe tăng T-90S và T-90SK đã được ký kết. Hiện nay, các bên đã bắt đầu thực hiện hợp đồng. Được đánh giá là dòng tăng có sức mạnh công thủ toàn diện hàng đầu thế giới. Vì vậy, tăng T-90 của Việt Nam được trang bị những thiết bị và vũ khí cực tối tân. Vì sức mạnh hỏa lực, trên cả hai phiên bản T-90 Nga bán cho Việt Nam đều được trang bị vũ khí chính là khẩu pháo đồng trơn 2A46 cỡ 125mm có hệ thống nạp đạn tự động với cơ số 22 viên đạn sẵn sàng. Ngoài các loại đạn tiêu chuẩn 2A46 có thể bắn, T-90S còn phóng được tên lửa chống tăng AT-11 Sniper qua nòng để tiêu diệt đối phương từ cự ly xa tới 5.000m. Mục tiêu bao gồm cả xe tăng mang giáp phản ứng nổ lẫn trực thăng bay thấp. Đặc biệt, trên các phiên bản tăng T-90 của Việt Nam còn được trang bị tổ hợp súng máy tự động 12,7mm, dòng vũ khí Việt Nam đã sản xuất và thử nghiệm thành công. Vỏ nòng súng được xẻ rãnh để tăng khả năng làm mát và được gắn với một bộ phận giảm giật lớn. Dây đạn của súng được thiết kế khá đặc biệt và cứ 5 hoặc 3 viên đạn xuyên giáp thì gài vào một viên đạn lửa có tác dụng dẫn đường trong xạ kích ban đêm hoặc trong môi trường ánh sáng yếu. Đạn lửa giúp cho xạ thủ quan sát được đường đi của loạt đạn để kịp thời điều chỉnh đường ngắm. Loại đạn này cũng có tác dụng sát thương như đạn xuyên, đạn 12.7mm còn có thể xuyên thép 15mm ở cự ly 500m. Súng sử dụng cơ cấu nạp đạn bằng khí nén, tốc độ bắn 800 viên một phút, sơ tốc đạn 845m/giây, tầm bắn hiệu quả 1,5km khi phòng không và 2km khi tấn công các mục tiêu mặt đất, cùng với khả năng tự động. Súng còn được thiết kế có tay cầm phụ đằng trước, giúp cho việc di chuyển súng một cách dễ dàng. Phiên bản thông thường có thể trang bị kính ngắm quang học cho khả năng tác xạ một cách chính xác hơn. Hiện nay, súng được sử dụng trong quân đội gần 50 quốc gia, biến chúng thành một trong những khẩu súng máy hạng nặng phổ biến nhất thế giới. Tại Việt Nam, súng được trang bị trên tàu chiến, phiên bản xe tăng T-54, 55 cải tiến và nhiều phương tiện khác.
Quý vị và các bạn thân mến, theo Phó Giám đốc FSMTC của Nga Mikhail Petukhov, Nga bắt đầu chuyển giao T-90 cho Việt Nam, trong đó cả phiên bản tăng chỉ huy. Tuyên bố được vị lãnh đạo này đưa ra khi tham dự triển lãm Defense and Security trong lô đầu tiên Nga giao cho khách hàng Việt Nam, có đầy đủ cả hai phiên bản T-90S và T-90SK. Ông Petukhov tiết lộ kết quả thông qua một loạt các cuộc đàm phán giữa các chuyên gia Nga và Việt Nam, hợp đồng cung cấp xe tăng T-90S và T-90SK đã được ký kết. Hiện nay các bên đã bắt đầu thực hiện hợp đồng. Trước đó, trong bản báo cáo thường niên vừa được công bố bởi Uran và Gonzavod đã ấn định năm 2017, cần bắt đầu quá trình thực hiện hợp đồng với khách hàng 704 là Việt Nam về việc cung cấp 64 xe tăng T-90S-SK. Được biết, ngay trước khi Nga công khai việc chuyển giao lô xe tăng T-90S-SK cho Việt Nam, các sĩ quan tăng thiết giáp Việt Nam đã được đào tạo trên những chiếc T-90 tại Ấn Độ. Trong chương trình này được thực hiện theo thỏa thuận hợp tác liên chính phủ Việt Ấn và Bộ Quốc phòng hai nước, hiện nay trường kỹ thuật tăng thiết giáp quân đội Ấn Độ đã và đang hỗ trợ đào tạo cho quân đội nhân dân Việt Nam. Với thành tích học tập đáng nể, các sĩ quan trẻ Việt Nam đã khiến nhà trường rất hài lòng. Hiệu trưởng nhà trường, trưởng tướng Hanot vui mừng cho biết, những học viên là sĩ quan trẻ của quân đội nhân dân Việt Nam học tập tại trường có kiến thức, thực hành tốt, chỉ huy chiến đấu kiên quyết, đáp ứng được yêu cầu đào tạo. Việc Ấn Độ đào tạo cho Việt Nam các sĩ quan xe tăng thiết giáp không chỉ giúp Việt Nam tiếp cận được với nhiều loại vũ khí trang bị mới hiện đại, có thể sẽ được trang bị trong tương lai, mà còn chia sẻ những kinh nghiệm thực tế chiến đấu và kinh nghiệm đảm bảo kỹ thuật. Theo những thông tin được Interfax AVN tiết lộ, trong hai phiên bản T-90 Nga bán cho Việt Nam có cả tăng chỉ huy, cả hai phiên bản Nga bán cho Việt Nam đều sở hữu những tính năng rất ưu việt hơn cả những dòng tăng chủ lực Abrams của Mỹ cũng chịu lép vế. Theo nhận định này, T-90S có nhiều điểm ưu việt khi so sánh với Abrams như trọng lượng nhẹ hơn 10 tấn, độ linh hoạt cao. Đặc biệt, ưu điểm lớn nhất của lô tăng T-90 này là sở hữu hệ thống giáp và phòng vệ nhiều tầng hàng đầu thế giới. Đầu tiên là TSHU-17 Stora 1. Thế hệ này có tác dụng làm dịu quá trình điều khiển đường ngắm bắn tự động của hệ thống định hướng lắp trên tên lửa chống tăng. Tiếp theo là hệ thống gây nhiễu máy dò laser và thiết bị chỉ thị mục tiêu của kẻ địch thông qua các cảm biến, đèn nhiễu, OTSHU-17 và 12 ống phóng đạn khói. Cùng với hệ thống phòng vệ cực tốt là hệ thống hỏa lực khá ấn tượng của T-90S với vũ khí chính là khẩu pháo nòng trơn 2A46 cỡ 125mm có hệ thống nạp đạn tự động với cơ số 22 viên đạn sẵn sàng. Ngoài các loại đạn tiêu chuẩn, T-90S còn được phóng tên lửa chống tăng AT-11 Sniper qua nòng để tiêu diệt đối phương từ cự ly xa tới 5.000m, mục tiêu bao gồm cả xe tăng mang giáp phản ứng nổ lẫn trực thăng bay thấp. Để hệ thống phòng vệ và tấn công hoạt động hiệu quả cao nhất trên chiến trường, tăng T-90S được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực với kính ngắm ngày và đêm, thiết bị ổn định và kính ngắm ảnh nhiệt giúp nâng cao khả năng hoạt động vào ban đêm và trong tình trạng thời tiết xấu. Cùng với đó là hệ thống giáp phức hợp Composite đi kèm giáp phản ứng nổ. Tất cả những trang bị tối tân này tạo nên một dòng xe tăng có sức mạnh tấn công và phòng thủ hàng đầu hiện nay, thông tấn Nga nhận định. 4 tàu sân bay Mỹ tập trung, chiến tranh sắp xảy ra. Nhiều lãnh đạo Mỹ và các chuyên gia độc lập lo ngại trước hành động của Tổng thống Mỹ khi gửi 4 chiếc tàu sân bay đến một địa điểm. Washington đã di chuyển 3 chiếc tàu sân bay đến khu vực bán đảo Triều Tiên. Nhiều chuyên gia quân sự và các quan chức cấp cao đã tuyên bố rằng hành động này vô cùng bất thường và có thể là hành động khẩn cấp cần thiết để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh. Hải quân Hoa Kỳ rất hiếm khi tập trung 3 chiếc tàu sân bay trong một khu vực và dự đoán sự xuất hiện của chúng báo hiệu điều chẳng lành. Mối quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ tiếp tục căng thẳng sau khi các tàu sân bay của Mỹ tới khu vực này và tiến hành các cuộc tập trận hoặc đơn thuần là tới các căn cứ quân sự ở khu vực này. Theo các chuyên gia, hành động này của Tổng thống Mỹ Donald Trump gần như chưa một ai thực hiện, và nhiều khả năng ông muốn nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột ở Triều Tiên. Hiện tại trong khu vực này có sự hiện diện của 3 tàu sân bay hải quân Mỹ, bao gồm USS Nimitz, USS Theodore Roosevelt và USS Ronald Reagan. Thậm chí thời gian gần đây có thông tin cho rằng Lầu Năm Góc đang gửi thêm một tàu sân bay khác nhằm hỗ trợ cho các tàu sân bay đang hoạt động trong khu vực. Mục đích của các tàu sân bay tập trung tới khu vực này thực sự không được tiết lộ, tuy nhiên nhìn vào kho vũ khí và trang bị khổng lồ trên các tàu sân bay có thể thấy chúng sẵn sàng cho một cuộc tấn công lớn. Được biết, 3 tàu trên đều thuộc lớp Nimitz, mỗi tàu có 2 lò phản ứng hạt nhân cấp điện cho 4 động cơ tuốc binh hơi nước và các hệ thống khác,
con tàu có thể đạt vận tốc hơn 55 km/h. Trên mỗi tàu gồm một phi đội với 9 tổ và 5 loại máy bay, bao gồm 4 tổ các máy bay tiêm kích FA-18 Hornet và Super Hornet, một tổ máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeyes và một tổ máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler và một tổ máy bay vận tải C-2A Greyhound. Mối quan hệ căng thẳng liên quan đến vấn đề hạt nhân của Triều Tiên đã khiến tình hình khu vực trở nên phức tạp hơn. Phía Triều Tiên tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân, thử nghiệm tên lửa của mình, đồng thời tuyên bố đầy khiêu khích đến Mỹ, Hàn Quốc. Những tuyên bố và hành động từ phía Triều Tiên đã khiến khu vực này trở thành một điểm nóng thực sự và nguy cơ xảy ra xung đột rất cao, và thậm chí cuộc xung đột này có thể kéo theo sự tham gia của các cường quốc hàng đầu thế giới như Nga, Trung Quốc, Nhật Bản và châm ngòi cuộc chiến tranh thế giới mới. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.